trí của anh hằng ngày ngắm nhìn em bên ai khác. Nếu là em vị trí của anh hằng ngày đợi chờ những điều ban phát, thì liệu em có còn dùng khuôn mặt trao mày nhăn nhó để ngó tới anh, có bỏ anh một nơi nào đó khi trên sống mũi còn làn hơi lạnh. Lạnh quanh ở bốn góc phòng với câu chuyện lòng mà anh chưa kể. Em muốn nghe thì ngồi nghe ngắn âm thanh kỷ niệm sẽ đưa em về. Về lại em của những ngày trước đôi mắt ương ướt khi thấy anh đâu. Về lại em của ngày hôm đó không hề câu có từng lời anh bảo. Thảo nguyên xanh anh từng trông thấy giờ còn cỏ úa lá héo vàng khô. Tả về em phải thật chân thực vì nếu không thực hình ảnh càng thô. Xô vào đời của em chàng trai chỉ có ca từ làm ly em ước. Chẳng ai biết gì nhiều về ai và ai làm gì vào đêm hôm trước. Là chúng ta của những ngày cũ vừa đủ mảnh ghép để phủ lên nhau. Còn chúng ta hiện tại có gì ngoài sự ái ngại khi nhắc tên nhau. Sau bức màn mang tên hạnh phúc là ai túc trực từ sáng đến đêm. Anh biết bài này nhàm chán nhưng đủ phần nghĩa để gửi đến em. Em ơi em có bao giờ cảm thấy mình khờ khi dành phần đúng. Về phía anh vẫn cứ như vậy anh chẳng xác định được nơi mình đứng. Có bao giờ một lần em nghĩ nghiêm túc và nhìn nơi anh tồn tại. Thử cảm nhận những điều anh trải qua từng ngày dài nước mắt không phai. Đôi bàn tay anh nắm điều gì ngay khi bản thân anh còn chưa rõ. So với bão trong lòng nơi anh trong tim của em là cơn mưa nhỏ. Nhưng thái độ của em thì lớn lớn hơn tất cả tâm trạng anh mang. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng mà tim anh chẳng thể nào thanh thản. Em nghĩ là vì điều gì đang khiến cho anh đứng ngồi không yên. Anh đã từng nhận rằng mình tài giỏi nhưng việc về em anh lại không chuyên. Chẳng thể biết em nghĩ điều gì phía sau gương mặt không cười không nói. Vô tình bằng cách nào đó em buông tay anh một mình trong tối. Nói với em cả tỷ lời nói chỉ bằng em thử vị trí anh dừng. Nếu là em cứ ngồi suốt sáng nhìn anh say giấc chỉ để canh chừng. Nếu là em vị trí của anh sẽ như thế nào khi anh quát mắng. Kiên nhẫn nhỏ nhẹ như anh hay là âm thầm đôi môi chắc đắng. Anh từng hứa từ những ngày đầu phần nào âu sầu thì riêng anh vác. Những tác phẩm trong cơn đau đầu chỉ để em nghe đầu tiên anh hát. Gió hôm nay đặc biệt lạnh lẽo khi giọng của em không khẽ qua tay. Vị trí nơi anh không khỏe ừ thì có lẽ bên trong ngực trái. Mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường bởi vì đoạn đường mà ta từng trải. Nên anh dùng nghị lực đi tiếp chứ chưa từng nghĩ một lần dừng lại. Từ tổn thương bản thân bao lần chẳng biết lần nào sẽ là lần cuối. Nhưng nếu trong em anh hết giá trị và để anh đi em không cần đủ. Nếu trên đời này có điều ước anh ước mình hiểu những gì em nghĩ. Anh sẽ làm đúng những gì em cần sẽ không van xin và nhờ em chỉ. Nếu vị trí chúng ta hoán đổi anh được tự quyết như em hiện tại. Em sẽ không như anh bây giờ cứ đợi chờ và khuyên em mãi. Yêu thương bao nhiêu là đủ, đối xử tốt bao nhiêu là vừa. Sự tử tế với nhau vô thủ thì sự vô thực em xem là thừa. Nếu là em vị trí của anh chỉ trong một ngày thì em sẽ hiểu. Sẽ ôm chặt lấy anh mà khóc chứ không chỉ trích cả hàng trăm điều.